Tổng kết những cuốn sách mình đã đọc trong tháng 9 lần này, đúng là mình sẽ không nói nhầm thêm thành là tháng nào nữa, đó đúng là tháng 9 thật. Tháng 9 thì mình có đọc một vài những cuốn mà mình đã nói để trong cái vlog, ví dụ cuốn Hết Thú Cưng và cuốn Salem's Lot Stephen King. Các bạn xem cái vlog đấy, vlog chuyện đọc truyện của Stephen King thì sẽ rõ ràng hơn review của mình về hai cuốn sách này. Tóm lại thì cuốn Hết Thú Cưng thì mình thấy nó không phải là cuốn kinh dị, nhưng mà nó lại rất là gây ám ảnh và nó thể cái nỗi đau và cái tức là cái cách mà con người có thể xử lý sau cái nỗi đau mất người thân ấy, đó chính là cái sự kinh dị của chuyện, là đó thực sự là một nỗi sợ của việc chúng ta tự dưng bây giờ mất người thân mà không còn biết phải làm gì, nhưng mà lại có một cái cách giải quyết, và chuyện là nó có cái kết rất là bế tắc. Cuốn Salem's Lot thì có lẽ là cái cuốn mình thích nhất trong năm nay, mình không thể ngờ là mình lại thích một cuốn truyện ma cà rồng. Đây là một chuyện ma cà rồng. Nếu các bạn thích cuốn này thì hãy đọc, hãy xem cả phim Midnight Mass chiếu trên Netflix, có cái vibe rất giống với cuốn Salem's Lot này, rất hay. Cái motif giống như kiểu Dracula thôi. Có mấy cái cuốn thriller mình cũng có đọc trong tháng 9 mà cũng là trong cái vlog đọc các cuốn sách thriller rồi, thì các bạn có thể xem cái vlog đó, nó sẽ rõ ràng hơn. Mình có đọc cuốn Everyone Here Is Lying của Shirley LaPina, là cuốn sách rất là tệ. Mình không muốn nói về cuốn này quá nhiều vì nó tệ thật, cái cách viết rất là tệ, với kiểu viết quá là nhiều điểm nhìn, rồi cái twist và cái cách resolution, cái phần cao trào, phần giải quyết chuyện nó không thỏa đáng, không phù hợp và nó cũng rất là vô lý. Thế nên cuốn đấy là cuốn mình không recommend lắm, rất là thất vọng một cuốn sách đó ấy. Rồi cuốn Good Bad Girl của Alice Finney là cuốn sách mà mình cho 3,5. Thì từ này thì thực sự rất là khó để có thể cho được cái rating chính xác, bởi vì là câu chuyện nó rất là phức tạp, nó lằng nhằng, kiểu mình đọc đến giữa chuyện mới ui về chuyện là cái gì, nhưng mà nó lại cũng không phải đến mức quá tệ, nó phải là chuyện gì mà mình kiểu khó hiểu rồi đến cái mức mà mình khó chịu và mình phải bỏ sách, mình không đọc nữa. Đây là cuốn sách nó vẫn rất là vừa phải, nó không quá là tốt mà cũng không phải là quá là tệ, nhưng mà vẫn chỉ làm cuốn 3,5. Sau đó thì là cuốn Strange Sally Diamond của Liz Newgen, thì cuốn này thì mình cũng cho 3,5 thôi. Nó không phải là một cuốn thriller mà nó chỉ đơn thuần là nó câu chuyện tập phát triển tâm lý của nhân vật, nó không có twist hay cao trào gì hết ý. Rồi cuốn của The Drowning Woman của Robin Harding thì là một cuốn sách rất có tiềm năng, với gần phần lớn chuyện, tầm phải 70% chuyện là rất có tiềm năng rồi, nhưng mà tự dưng đến cũng có một cái phần cuối cùng chuyện nó khiến mình vô cùng là thất vọng, và nó khiến câu chuyện không được có sự giải quyết một cách tròn trịa toàn vẹn ấy. Rất tiếc nên cuốn đấy mình bị sụt dưới cũng thành tầm 3,5 3,5 gì đó. Ok, thì đấy là những cuốn sách đã có vlog, thì mình chỉ nói ngắn gọn như thế thôi. Bây giờ là nói về xem là những cái cuốn này thì nó cũng không có gì nhiều để nói cả. Ví dụ như là mình có đọc hai cuốn sách của trong cái series của Christina Olsen. Mình mới phát hiện ra là hóa ra tác giả Christina Olsen này, mình có đọc một cuốn truyện trinh thám của tác giả này, truyện trinh thám hẳn người lớn điều tra hình sự ấy. Còn Christina Olsen có viết một cái series là ba cuốn sách cho trẻ con, truyện trinh kết hợp các yếu tố trinh thám và kinh dị nhưng mà cho trẻ con, cái lứa tuổi rất trẻ con ấy nhá. Đó là cuốn Thiên Thần Đá này, Cậu Bé Bạc, với cả một chuyện, cái chuyện đầu tiên nó tên là Cửa Sổ, Bóng Ma Cửa Sổ cái gì đó ấy. Mình đọc khá lâu rồi, thì mình có đọc hai cuốn này là hai cuốn còn lại trong cái series đó. Thì cuốn Cậu Bé Bạc này thì nói về một gia đình nhà hàng trên tháp nước liên tục mất trộm, thì cậu này và các cô bạn thân quyết định truy tìm thủ phạm, những manh mối dẫn ba người bạn đến truyền thuyết cổ xưa về cậu bé bạc. Sự ẩn hiện kỳ dị của một nhân vật kỳ lạ làm dấy lên cho bọn lũ trẻ mới nghi ngờ về sự tồn tại của các bóng ma này. Còn chuyện này thì là Simona đón lễ phục sinh cùng bà ngoại tại căn nhà cổ tuyệt đẹp, nhưng có gì đó không ổn, bà mệt mà âu sầu. Rồi cô thì tiến bước chân kẽo kẹt cùng bóng đêm ma quái cho phòng than thở, những pho tượng đá bí ẩn sừng sững ở vườn sau liên tục dịch chuyển, và giọng nói quỷ dị vang lên trong các cuốn băng cassette cũ. Ba cuốn này với cả cuốn đầu tiên thì đều nói về ba nhân vật của chuyện, là ba bạn thân, thì mỗi chuyện nói về một nhân vật khác nhau, họ sẽ giải quyết bí ẩn của họ khác nhau.
Thì thực ra là khi mình nói cuốn này thì mình không quá là thích, bởi vì là mình thì biết cái này nhá. Lý do mình không thích của hai cuốn này thì chỉ đơn giản là mình không phải đối tượng đọc phù hợp của hai cuốn sách này. Có hai cuốn này thì đối tượng đọc là dành cho lứa tuổi 7 cộng. Đây đằng sau chuyện ghi là dành cho lứa tuổi 7 cộng đây. Và 7 cộng là lớp mấy? Lớp cấp 1. Học cấp 1 là các bạn học cấp 1, cấp 2 đọc cuốn này thì có lẽ sẽ rất là thích và sẽ cảm thấy sợ, vì yếu tố kinh dị ở đây nó gọi là rất là nhẹ ấy. Gần như là mình không biết là kinh dị, ví dụ với cậu bé bạn này thì kinh dị nó ở chỗ nào. Thì mình đoán là cái cảnh là có người, cái cảnh như là bọn trẻ con nó phải canh, nó phải thức đêm để canh xem nó có kẻ trộm không ấy, thì cái đấy nó cảm giác sợ hãi là khi ở trong bóng tối một mình, xem có bóng ma hay là có con ma gì đó, rồi mơ ác mộng này nọ này. Rồi chuyện thiên đá sẽ là ở trong một căn phòng nghe thấy cái tiếng chân rồi này nọ, tiếng than thở gì đấy, thì nó cũng có vẻ đáng sợ ấy. Thì đấy là những cái yếu tố mình nghĩ là sẽ rất là cái sợ hãi cho bọn trẻ con. Thì đấy là yếu tố kinh dị. Còn về yếu tố trinh thám thì là giải quyết bí ẩn thôi. Ví dụ như là đây thì tìm hiểu về cái căn nhà này, rồi về các cái pho tượng đá bị dịch chuyển, ai dịch chuyển những pho tượng đấy này. Còn với bác thì là bí ẩn về những vụ trộm trong nhà này, là ai là người ăn trộm những cái đấy, ai là người ăn trộm. Và cậu bé bác này là có liên quan gì đây, có cả trong chuyện này thì có đi tìm kho báu nữa đấy, nên là đấy cũng là một cái kiểu trinh thám. Bọn này cứ đi tìm hiểu thông qua việc là đi hỏi han rồi đi tìm ra những cái đồ vật, rồi bọn nó kết nối các manh mối với nhau thì thế là tự dưng ra được câu chuyện thôi, ra được cái sự thật nó là thế nào nó đấy. Thì tức là thì mình không có cái chê trách gì về câu chuyện nhá, vì hoàn toàn câu chuyện nó rất là logic này, nó không có cái gì thừa thãi, đầy đủ các yếu tố hấp dẫn. Tuy nhiên mình lại không phải đối tượng phù hợp, cho nên khi đọc xong mình không có cảm giác gì hết, mình không thể bất ngờ, mình cũng không phải là thấy hào hứng là muốn đọc đến cuối để xem thủ phạm là ai. Mình cũng không có cái kiểu tò mò muốn biết là chuyện gì sẽ tiếp theo, rồi mình không cảm thấy cái sự hồ hồi hộp rồi dồn dập khi mà có cao trào diễn ra. Nó cũng không có cao trào gì mấy với mình, nên là hai cuốn này thì mình cũng chỉ được cho có 3 sao mà thôi. Và lý do ở đây là do mình không phải là phù hợp của hai chuyện này. Kẻ bám đuổi của Peter James của sách này thì mình đã khá là sợ, bởi vì là trong lần trước thì trong cái video nè mà nói về những cuốn sách mà mọi người ghét ý, thì mọi người còn nói là cuốn này là cái cuốn mọi người rất là thất vọng. Mình cảm thấy sợ bởi vì là mình có cuốn này mà cuối cùng lại như thế, thì thực sự là không có hứng thú muốn đọc nữa luôn. Nhưng mà thôi cứ đọc, và mình đã đọc trong cái tâm thế là mình cái kỳ vọng rất là thấp về cuốn này, sách này. Thì cuốn sách này là nói về một cái sự ám ảnh, nó giống như kiểu You ý, của Carrie Kennedy ấy, cũng một cái theo dõi và bị ám ảnh bởi cái một gã bác sĩ là bị ám ảnh một cô gái này, và gã ta có những hành động theo dõi rất điển hình của một gã stalker chuyên nghiệp. Thì cái đấy nó không có gì đặc biệt cả, nhưng mà đến 50% cuối truyện thì bắt đầu cái hay chuyện nó mới lộ ra, đó chính là cái phần mà khi mà gã bác sĩ này bắt đầu giở trò, mà giở trò theo hướng của bác sĩ, mà các bạn biết là nếu là bác sĩ thì có thể làm gì rồi. Cái vấn đề, cái quan trọng đây chính là việc bệnh nhân của gã bác sĩ này đang bị ảnh hưởng bởi chính cái sự ám ảnh của bác sĩ này về cô gái đó. Nó bắt đầu mọi việc nó sẽ đi đến cái việc là chúng ta sẽ không thể ngờ được một bác sĩ lại có thể làm như thế, khi mà bác sĩ đã có lời thề về cứu mạng người rồi, nhưng đây lại là làm hại người. Nó thực sự đáng sợ, bởi vì gã bác sĩ này lại làm cái gã mà được mọi người rất là tôn trọng, cho nên đã có làm gì đi chăng nữa thì người ta vẫn nghi ngờ, vẫn không bao giờ nghi ngờ lão ấy, không bao giờ gã là sẽ làm những cái việc như thế. Rồi trong chuyện nhá còn có một cái bà bác sĩ nữa, và đáng ra bà này bà ấy phải đủ tinh danh để bà nhận ra, và có rất nhiều dấu hiệu để bà có thể nhận ra được về hành động của gã bác sĩ này, nhưng mà bà ấy vẫn cứ gạt đi, và bà ấy vẫn nghĩ là ôi anh ta là một gã, là một người rất là được mọi người kính nể, có chuyên môn rất là giỏi, thế thì mình cứ tin anh ta thôi, và anh ta giúp mình ôi sướng quá, không ngờ một người như vậy lại có thể dành thời gian để giúp mình. À nghe nó rất là điêu ấy, và cuối cùng cái bà này mình càng nằm càng tức ấy, là tại sao bà ấy không phát hiện ra sớm hơn ấy,
Để rồi nhưng mà để rồi sau cuối cùng bái vẫn được tôn vinh là bái là người anh hùng, người bái phát hiện ra được hành động gã này nó vớ vẩn không chịu được ấy, kiểu cái lúc mà cần nhất bái phát hiện thì bái không lấy, rồi bái cứ cứ lệ hạnh viện dẫn cái lý do là ông bác sĩ này là rất là tốt, rồi lại có chuyên môn này, không nên nghi ngờ ông ta này. Bực mình ấy, đọc bực mình với nhân vật đấy luôn. Rồi mà chứ hành động của gã bác sĩ này nó quá là đáng sợ. Nó kiểu mình đọc và mình vẫn không hình dung ra được là đến bao giờ thì mọi người mới có thể phát hiện ra được cái tội ác của gã này. Khi làm như thế với các bệnh nhân, bắt đầu gã giở trò với chính những người bệnh nhân của mình ý, chỉ đơn giản để đạt được cái mục đích là gã đang muốn theo đuổi cô gái kia, gã đang bị ám ảnh với cô gái kia và gã đã phải làm những cái trò như thế. Nó rất là hèn hạ và cũng rất là trái lương tâm, trái đạo đức, vô đạo đức. Đây là một bác sĩ cơ mà, bác sĩ mà có thể làm thế được. Cái chuyện này nó sẽ có cái cao trào đến về sau, nó rất là gọi là đến cái nửa sau dồn dập và kiểu mình muốn muốn cần ai đó hãy phát hiện ra hành động gã này đi. May là nó đã không khiến mình thất vọng, mình đã kỳ vọng rất thấp rồi. Nhưng các bạn vượt qua được tầm 40-50% đầu chuyện, nó không có gì đâu, nó chỉ là cái gã này rất là ám ảnh một cô gái này hết. Nhưng mà đến nửa sau bắt đầu gã hành động ấy. Đấy mới là cái hay. Tiếp theo là cuốn Đón Ngọn Chiều Dâng của Agatha Christie. Để mình nhớ cuốn này nói cái gì nào. À rồi, rồi cuốn này thì có thể suy luận được, các bạn có thể suy luận được đây, cuốn này nó có một cái kiểu hơi giống với cuốn Sau Tang Lễ, nhưng cái cuốn Sau Tang Lễ thì các thì lại không đoán được nhá, nó không có cho manh mối nào để đoán được, nhưng mà cuốn Đón Ngọn Chiều Dâng thì lại có cái manh mối để có thể đoán được thực ra, nhưng mà mình không đoán được, mình không nghĩ ra được cái twist như thế, nhưng mà có lẽ là ai đó có thể nghĩ ra cái twist kiểu như vậy chăng với cuốn sách này. Vì như Hercule Poirot vẫn tiếp tục lao đầu vào và đã đoán định ra được những mối quan hệ rất là mờ ám của các nhân vật trong truyện. Đây là vài tuần sau khi kết hôn với một寡phụ trẻ quyến rũ, ông Gordon Clark chẳng may qua đời trong một trận không kích ở London. Bà Underhay, người sống sót sau trận bom, trở thành người sở hữu duy nhất tài sản đồ sộ của gia đình Clark. Bà Underhay chính là寡phụ quyến rũ đấy. Ít lâu sau đó, Hercule Poirot có một vị khách bất ngờ là em dâu của người đàn ông đã chết. Bà cho biết đã được các linh hồn cảnh báo rằng người chồng đầu tiên của bà Underhay vẫn còn sống và đề nghị Poirot tìm ông ta, tìm kiếm một người mất tích dưới sự hướng dẫn của thế giới siêu nhiên quả thật là lạ lùng. Tuy nhiên, bí ẩn lớn nhất với Poirot là động cơ thực sự của phụ nữ này là gì? Thật ra thì trong chuyện này nhá, ý mình là thật ra cái phần đằng sau này, bây giờ mình đọc đến này thì mới thấy là nó hơi kiểu khiến chúng ta đang bị nào nhỉ, mình không biết phải nói là nó không thành cái spoil, cái phần sau này không phải là spoil gì cả, chỉ là nó khiến chúng ta bắt đầu là có thể sẽ bị tập trung, nó không được đúng vào cái điểm cần tập trung chẳng hạn đấy, nhưng mà nó vẫn lại đúng, nó vẫn lại làm cái điểm rất là hay của chuyện. Cái tội ác trong chuyện này nó rất phức tạp và nó sẽ chưa chưa diễn ra tầm 10% đầu đâu, chắc cũng phải gần 5% mới bắt đầu có cái tội ác thực sự diễn ra trong chuyện. Và lúc đấy thì nó thể ra một cái sự vụ nó rất là đáng sợ ấy. Và bắt đầu có rất là nhiều những cái bí ẩn được xuất hiện mà kiểu càng đọc mình càng không biết là Hercule Poirot sẽ phải giải quyết thế nào với chuyện này. Đến tận cuối rồi mà vẫn còn bất ngờ vụ án mới đầu tưởng rất là đơn giản nhưng thực ra lại rất là phức tạp vì sự tham gia của quá nhiều người chứ không chỉ đơn thuần là một tội ác, động cơ chính thì vẫn là tham lam và hiếu thắng. Rồi mọi người như vụ án theo một mặc định sai lầm nên đóng khung suy nghĩ đó, như Poirot thì mặt khác lại nghĩ theo hướng đa chiều hơn và cảm thấy chưa bằng lòng với mặc định như vậy. Vụ án tiến triển càng ngày càng theo hướng không ai đoán được, nhưng nếu biết tách biệt rõ từng vụ thì sẽ dễ dàng đoán định được động cơ của thủ phạm, có twist khá lớn ngay cuối chuyện khi lật tẩy thủ phạm cuối cùng. Thì đó là những gì có thể nói được về chuyện của MC, nó không bây giờ thật sự rất khó. Các cái manh mối ở đây thì các bạn có thể dễ dàng, tức là không phải dễ dàng đoán thủ phạm, như ý là các bạn có thể cùng với Hercule Poirot suy luận ra vụ án, và cái cách suy luận của Hercule Poirot đây là tách biệt từng vụ án ra chứ đừng có mà mặc định là tất cả vụ án được cùng được phát triển theo một hướng đâu, mà chúng ta cần phải có sự đoán định về từng vụ án một rồi nó sẽ diễn ra là tách biệt nhau ấy. Rồi có cái twist rất là lớn của chuyện này. Nhưng mà nhá, có một cái đoạn cuối của chuyện
là một cái đoạn gọi là ngoại chương 17. Chương 17 chương cùng là chương này là khi mà đã khám phá được thủ phạm rồi nhá, không nó chỉ là một cái rất là ngoại truyện thôi, bên lề thôi, và tự dưng nó khiến cho câu chuyện bị dở hơi. Mình chỉ không thích cái gu đàn ông trong nhân vật này này nhỉ, của gu đàn ông của cô này trong chuyện mặn quá toàn yêu mấy gã liều. Thực sự thì cô này vẫn yêu một gã như vậy sao? Tất cả không thể tin được cái kết kiểu này, tự dưng làm mất hay cả chuyện. Tự dưng cho một cái chương 17 vào nó kỳ quá. Tại sao lại để cho nhân vật Lin lại đi vẫn đi chọn gã đàn ông như này khi gã làm ra tất cả những việc đó? Thật sự mình không hiểu cái gu của cô Lin này như nào nữa, nó rất là kỳ lạ ấy. Về gu của cô Lin này, về cái gu đàn ông của cô này, biết là cô này gu như thế nhưng mà cô ấy lại đi chọn gã đàn ông này, thật kiểu kiểu gì vậy? Thôi nào, trời ơi, đấy là một gã đã làm rất điều điều tồi tệ với chính cô ấy và cô ấy vẫn tha thứ cho gã ấy để cưới gã, không tin được luôn. Mình nghĩ cái review này sẽ ngắn thôi. À nhầm, cái video khá là ngắn ý. Bởi vì hầu như là sẽ có video riêng cho những cuốn sách này. Ví dụ cuốn Chiến tranh giữa các hành tinh của H.G. Wells. Cuốn này thì mãi bây giờ mới đọc và không ngờ nó hay như thế. Cũng là sẽ là một trong những cuốn sách hay nhất trong năm nay của mình đây. Và cuốn sách này ấy thì mình có một review chi tiết rồi. Nên các bạn hãy xem nhé. Nếu có thể là sau video này hoặc là trước video không biết nữa. Cuốn sách này thì mình sẽ có sự phân tích rất kỹ lưỡng về nội dung của cuốn sách. Cuốn sách là nói về cuộc chiến của cuộc xâm lược của người sao hỏa lên trái đất và cái cách mà người sao hỏa đã dần dần phá hoại, hủy diệt cái trật tự xã hội của con người như nào và đưa con người vào sự hỗn loạn, mất trật tự, mất cân bằng. Và lúc này đây thì là tác giả đang muốn nói về bản chất của con người nữa và cái sự hiếu thắng con người bây giờ đang bị đe dọa và con người là cần phải nhìn nhận lại bản thân ý, là thay vì thể sự coi thường khinh miệt với những sinh vật nhỏ hơn thì nên cần có sự yêu thương. Bởi vì là khi mà người sao hỏa xâm chiếm trái đất thì con người vẫn rất là cao ngạo và nghĩ rằng là người sao hỏa không thể nào mà thông minh được bằng như mình. Thậm chí còn nghĩ rằng là chắc chắn là người sao dễ dàng là bị tiêu diệt thôi. Quân đội của mình nó mạnh lắm, làm sao người sao hỏa chống lại được. Nhưng mà không ai ngờ được cuối cùng người sao hỏa lại tinh vi hơn chúng ta rất nhiều, thông minh hơn chúng ta rất nhiều. Và đó là kết cục của sự chủ quan, của sự hiếu thắng, sự ngạo mạn. Và khi con người cần có sự khiêm tốn hơn và biết rõ hơn cuộc sống của những giống loài nó thấp hơn mình như thế nào. Và cần có sự thận trọng, cẩn trọng, vì trong tương lai gần nhỡ đâu lại có một cuộc xâm lược khác xảy ra thì sao? Đó là điều mà tác giả đang rất là phê phán với con về bản chất con người. Và thông qua cái cuộc chiến như thế này thì chính tác giả người anh nhân vật kể chuyện ban đầu là một con người vô cùng tự tin ý, nhưng mà đến cuối chuyện đã trở thành người có rất nhiều cái nghi kỵ và hoài nghi và không còn sự tự tin ở như lúc đầu nữa. Và nó hơi đúng cái kiểu là mang cái chấn thương tâm lý rất là lớn trải qua cuộc chiến tranh. Cuối cùng là cuốn Mắt Nào Xanh Nhất của Toni Morrison, và cuốn sách này là một cuốn sách rất là trigger warning và mình đã hiểu lý do tại sao cuốn này lại bị cấm, là nó lại trở thành một sách cấm ở Mỹ, cũng giống như cuốn Yêu Dấu của cùng tác giả. Và cuốn này mình thấy hay hơn rất nhiều so với cuốn Yêu Dấu. Cuốn này mình nghĩ là mình cũng sẽ cho 5 trên 5. Một cuốn sách đọc vô cùng dữ dội. Nói về, mình vẫn biết là nói về một nhân vật da đen mà thèm khát một đôi mắt xanh. Một nhân vật da đen rất xấu xí, ai cũng bảo nó xấu. Rồi nó xấu đến cái mức mà chính nó chỉ mong ước rằng nó có một đôi mắt xanh. Và khi nó có một đôi mắt xanh thì người ta sẽ nhìn nó bằng ánh mắt khác, người ta sẽ thấy nó xinh. Nhưng mà tại sao nó lại nghĩ mình nó xấu? Đơn giản lắm, bởi vì nó sống trong cái môi trường như thế, nó được nuôi dưỡng là cái bản thân về màu da của nó là như thế là nó xấu lắm rồi, nó không phải là con người ấy, như kiểu vậy. Mặc dù là đây là cái thời kỳ này là vẫn là người da đen đã có thể sinh sống hòa bình với cả người da trắng rồi đấy, và cả người da nâu nữa. Người da nâu thì sẽ được coi là bước tiến hơn so với người da đen nhá, người da nâu là dạng đẳng cấp hơn nhiều đấy. Thế nên là người da đen, người da nâu vẫn có da màu, da nâu nâu sáng hơn ý. Người da nâu vẫn có quyền chà đạp lên người da đen. Thế nên là những người da đen ở đây thì vẫn đóng cái vai bị đứng ở cái vị trí rất là thấp và họ đã bị coi rẻ.
bị xấu xa và bị xa lánh. Và như vậy trong truyện là cái cô bé Pecola, là cô bé rất là thích có một màu xanh, nước mắt đôi mắt màu xanh. Vì và cái gia đình cô ấy là chính cái hoàn cảnh gia đình nữa cũng khiến cô ấy trở thành một người như vậy, là có người bố bạo hành này, người mẹ thì cũng không phải là cả bố mẹ thì đều có cái sự bạo hành như nhau, nhưng mà ít nhất thì bà mẹ còn đỡ hơn ấy. Nhưng mà ông bố thì thực sự là không không, không nghĩ được. Và trong chuyện này có cả yếu tố loạn luân. Đấy, đến cái đấy nó có làm cái trường quân nim các bạn, thì mình nói trước là trong này có loạn luân, và hình như thậm chí là đến cuối cùng mình mới biết hình như là còn là 2 lần. Mình khá là sốc khi đọc đoạn loạn luân đó ấy. Và đưa mình thấy là cuốn này cũng cần phải có một bộ video riêng. Mình chưa làm video nhưng mà cuốn này chắc sẽ phải cần có một video riêng, vì có quá nhiều vấn đề để nói về cuốn sách này và cái cảm xúc của mình nữa, và cả đến cuối truyện nữa, và cũng sự bất ngờ khi mà nói về như là Pecola này, về cái hành trình của Pecola để cuối truyện nó như thế nào, và đó là một cái kết nó rất là thảm khốc ấy, dữ dội, thảm khốc và buồn trong một cái quãng đời nó vẫn còn là như kiểu một đứa trẻ thôi, vậy mà nó đã thành như thế. Và tất cả chỉ là do cái định kiến của con người về màu da, phân biệt chủng tộc, rồi những cái tổn thương rất là đau đớn về mặt tâm lý, nó không thể nào có thể chữa lành được ấy. Và nó đã trở thành một cái in sâu, in đậm vào trong cái tiềm thức của con bé Pecola này cho đến tận cuối truyện. Nên là thích mắt xanh là vì nó mắt xanh thì khiến nó xinh hơn. Mọi người sẽ nhìn thấy nó một với một ánh mắt khác, mọi người sẽ khen nó, chứ không chỉ là mọi người chê nó xấu xí trước nữa, và nó không phải là một đứa da đen nữa. Thế mới buồn đọc chuyện này, rất là sốc. Đấy là mình đã nói xong về những cuốn sách mình đọc trong tháng 9. Rất là ngắn, ngắn gọn. Vì đa số thì những cuốn, đa số các cuốn này thì đều có, sẽ có video để nói riêng. Nên là các bạn hãy chờ đợi nhé, và xem cái video mình có nhắc đến để biết hơn về một số cuốn trong cái clip này. Sắp tới tháng 10, hoặc là có khi đang tháng 10 rồi, cái thời điểm mà bộ video này đăng, thì chắc là mình sẽ cố gắng đọc nhiều chuyện kinh dị. Hẹn gặp lại các bạn sau. Bye.